Radiant Team. Vâng, chúng ta sẽ cùng đến với game đấu thứ hai của kèo đấu bóng 2 giữa Navi và Mousesport trong khuôn khổ vòng bảng của The International lần thứ 3, được cover bằng tiếng Việt bởi Dota 2 VN. Và lúc này thì chúng ta đã đến với phần bàn pick của trận đấu ngày hôm nay. Và như các bạn đã thấy thì Navi đã có được cho mình Anke và Darkseer. Mousesport có Chen, có DK và có Rubik. Và với cái lab như thế này thì DK của Mousesport sẽ là Hero Dimit với Fata. Chen và Rubik sẽ được cầm bởi Cinderin cũng như là PS. Và họ đang thiếu một hero cho Black cũng như là Koikva. Trong khi đó thì bên phía team Navi, Alchemist sẽ là carry chính với Hervos. Hoặc có thể họ sẽ lại đánh Anke support. Darkseer sẽ là hero đi solo lane rồi. Fnatic chắc chắn sẽ cầm Darkseer rồi, một thanh niên cầm Darkseer cực kỳ hay. Và Jakiro là support tiếp theo cho bên phía team Navi. Trong khi đó thì lúc này Anthony đang biến mất ở chân trời nào rồi. Không biết là biến mất ở chân trời nào rồi và không biết là liệu Anthony có dậy và kịp vào cái lúc mà Alien với IG hay không. Và lúc này thì Tinker cho Mousesport. Và bên phía Navi có Nyx Assassin. Nếu như theo cái cách chia lane cơ bản thì sẽ là Darkseer solo lane, Nick và Jakiro là hai support đi cùng với Alchemist và họ thiếu một solo mid cho Dandy. Tuy nhiên nếu như mà họ đánh theo kiểu gọi là khác biệt một chút thì sẽ là Nick Assassin đi mid, Anke và Jakiro sẽ là support và họ đang thiếu một hero carry. Darkseer vẫn sẽ là hero solo lane như thường lệ mà thôi. Lượt ban cuối cùng cho bên phía team Navi cũng như là Mousesport. Ở bên phía Mousesport họ có Tinker nữa. Và liệu Tinker sẽ đi lane như thế nào đây? Phải chăng DK sẽ được cầm bởi Black và Tinker sẽ được cầm bởi Fata? Tất cả đang trong quá trình dự đoán cũng như là suy nghĩ. Dire team pick. Seconds remaining. 5 seconds remaining. Và lúc này thì lượt pick cuối cùng cho Mousesport. Bên phía Mousesport họ ban Storm Spirit rồi và họ ban cả armor cho Navi. Bây giờ thì lấu được pick bởi Mousesport
và người cầm gấu chắc chắn sẽ là Koikva. Như vậy là Shadow phiền cho Dandy. Chúng ta sẽ cùng đến với trận đấu ngày hôm nay, trận đấu đầu tiên, trận đấu thứ hai trong loạt bo 2 của Navi và Mousesport. Và chúng ta sẽ cùng đến với lab của bên phía team Navi ở bên phía team Radiant. Họ sẽ chia lane với cái cách chia lane quen thuộc, Dandy cầm NF đi mid, Phoenix sẽ cầm Darkseer đi solo lane, Charlan sẽ là nick assassin của Kuroki, Hervos với Alchemist và Puppy với Chakiro. Trong khi đó thì bên phía team Mousesport ở bên phía Dire, gấu sẽ được cầm bởi Black. Như vậy là Black cầm gấu chứ không phải là Koikva cầm gấu, mà Koikva sẽ cầm Tinker. Và Fata sẽ là người cầm DK đi mid. Support của bên phía team Mousesport sẽ là Cinnamon cầm Chen và PS cầm Rubik. Như vậy là DK sẽ là người đi mid và Rubik cùng với Chen sẽ support cho Tinker ở trên. Gấu của Black sẽ đi solo ở lane dưới. 30 seconds to battle. Phải chăng là bên phía team Mousesport họ nghĩ rằng là bên phía team Navi sẽ tiếp tục đánh một cái offensive challenge nữa chăng? Tuy nhiên thì chúng ta với cái lab chia lane như thế này có thể thấy được rằng là bên phía team Navi đang đánh với safe lane. Safe lane try với Voss farm ở dưới. Vâng, check rune đến từ phía hai team, liệu ai sẽ là người ăn rune đây. Như vậy là rune trên, invi cho PS. Và chắc chắn là Phoenix sẽ ngay lập tức lao vào rừng, không dám lao lên bởi vì họ nhìn cái kiểu như thế này thì họ sẽ biết rằng là bên phía team Mousesport đánh cái challenge safe ở trên rồi. Có điều là họ không nghĩ rằng là Black cầm gấu và Black sẽ đi ở cái lane này. Bây giờ thì Nick Asin và Jackero sẽ ra để có thể ngăn không cho con gấu kéo kem. Nhưng gấu đang thực hiện được đúng ý đồ của mình, đó là vừa kéo kem vừa block kem, vừa kéo vừa block, rất tốt đến từ phía Black. Bây giờ thì gấu đang lượn lách đánh võng. Trong khi đó thì Jakiro của Puppy đang đảo ra mid. Đây rồi, nó đã có một con đánh dài, nó lọt trở lại với cái đống turn creep này. Nhưng vâng, tại sao lại quay về? Tại sao lại quay về? Em không quay về. Hoàng Tôn featuring Yanbi. Nhưng mà bây giờ lại quay về mất rồi. Mà quay về như này thì lại fail rồi. Gấu của Black fail rồi. Creep quay lại như này, vô tình lại deny được creep. Gấu sẽ không thể có được level. Trong khi đó thì ở trên Tinker đang được farm free. Tinker Free và Fata cùng với cả Dandy đang đánh nhau ở mid. Với việc farm free như này thì Koikva sẽ lên cho mình cái Mask of the Machine để farm tốt hơn, sẽ rush thật nhanh giày bay cũng như là Bottle và Soaring. Sẵn sàng dùng skill để có thể farm được. Có thể thấy được rằng là Tinker của Koikva farm rất tốt. Anh ấy đã có được cho mình 12 con creep, tức là anh ấy không mít một con nào. Anke ở dưới thì mít một con. Theo như turn creep tính như này thì sẽ mít một con. Ở mít thì Fata đã có được rune haste. Và Dandy sẽ phải rất cẩn thận nếu như không muốn bị ganh. Dandy chưa có bottle. Khi mà Dandy bị đi như thế này và Dandy lên cho mình cái Rat Band trước để có được một lượng đam thời điểm khá tốt để có thể last hit deny. Ở mid thì chúng ta có thể thấy rằng là Dandy và Fata đang có lượng farm ngang ngửa nhau, một người 9, một người 10.
Vâng, đã có bottle cho Dandy rồi. Cuối cùng thì Dandy cũng đã có bottle. Trong khi đó thì ở dưới, vâng, gấu đã quyết định bỏ lane rồi. Gấu bỏ lane vào rừng để farm. Rất khó. Ở trên thì Tinker vẫn đang farm rất tốt với Master of the Machine. 1.000 tiền rồi. Chúng ta cùng chờ xem Tinker vút từ bao nhiêu sẽ có giày bay. Coi và farm không mít một con nào. Chúng ta thấy rằng coi và farm cực kỳ tốt, không mít một con nào trong tất cả các turn crit từ trước đến nay của bên phía team Navi kéo lên. Lúc này thì có smoke đến từ bên phía support của Mousepot. Họ ra mid để gánh Shadow Fiend khi mà Shadow Fiend không có gì để chạy trốn cả. Trong khi đó thì DK đã có hết rồi. Lao lên, sẽ có stun, sẽ có nhấc lên đến từ phía PS. Và sẽ có stun đến từ con xe to của Chen. Chắc chắn là này sẽ lại bảo rồi. First blood cho bên phía Mousepot, người ăn mạng đấy chính là Rubik. Dire's bottom tower doesn't even have arms to defend itself. What a brave tower. Dire's structures are fortified. Bây giờ thì Na'Vi họ sẽ put cái trụ ở dưới khi mà họ thấy cái việc mà họ chết như vậy. Dire's bottom tower is under attack. Run, little bottom tower, run. Và coi và mid mid con đầu tiên rồi. Coi và mid con đầu tiên. Vâng, mid cả, không mid xe. Vâng, rất may là không mid xe. Mid xe thì lại hơi tù. Lúc này thì Voss và đồng đội sẽ ăn được cái trụ đầu tiên ở dưới bot của bên phía team Mousepot. Rất xanh. Giày phây 1.000 tiền cho Voss rồi. Ở trên thì cuối cùng Daxia cũng đã phải lên để có thể đi được thanh niên coi và. Nhưng Quạch Va đã sắp có giày bay rồi. Và coi và đã đủ tiền mua giày bay. Chúng ta cùng chờ xem liệu Tinker có mua hay không, hay sẽ là bottle showing trước. Con gà lúc này đang đưa bình ra cho Fata, do vậy cho nên là chưa thể mua ngay được giày bay được. Trong khi đó thì SF đang tiếp tục farm, đang farm tốt hơn so với cả DK rồi. 31 so với cả 20. Deny thì Nevermore cũng đang hơn so với cả DK. Có vẻ như ở land mid này thì Nevermore của Dandy đang thắng thế hơn so với cả DK của Fata. Trong khi đó thì ở trên Tinker đặt tường rồi, Phanix đặt tường rồi, nhưng bây giờ thì Phanix sẽ phải chịu một cái lượng hà lát rất đau. Di chuyển lỗi rồi. Một mạng cho bên phía team Mousepot. Tinker 2k rưỡi tiền rồi. Đã đủ tiền để mua cả giày bay, cả bottle. Nhưng con gà vẫn chưa về. Con gà vẫn chưa về đến nơi, do vậy cho nên là vẫn chưa thể có được item. Dandy đã có được cái bottle với rune haste. Chúng ta sẽ cùng chờ xem lúc này thì có anh đến từ bên phía team Mousepot. Tiếp tục là Sinoran và tiếp tục là PS. Nhưng ở đây đang có cả Nick Assassin cùng với cả Jakiro. Dandy cũng có rune haste, do vậy cho nên rất khó để bắt được Dandy. Stun được rồi. Như vậy là Mousepot mở con mắt trước, nhấc được Rubik lên, nhấc được Dandy lên rồi, chó được Dandy. Ai smart đến từ phía Puppy và trúng được PS. Nhưng không ai chết cả. Không một ai chết. Bây giờ thì đồ mang ra cho Koi Va. Giày bay và bottle. Phút thứ 7, Tinker của Koi Va có giày bay và bottle cùng với 200 tiền. 250 tiền thì đúng hơn, quá xanh. Còn Dandy không ngại ngần mà wave để có thể harass được Fata luôn. Trong khi đó thì ở dưới Hervot đã có được cho mình, gần có được cho mình Shadow Blade rồi. That's not good for the Radiant. Ooh.
Lúc này thì sẽ có ganh đen đi đến từ phía trên. Đây rồi, DK liệu có sang được hay không? Trời, không trói được cái vẩy đến từ việc control hai phát nhưng đều không trúng. Rất may cho Dandy. Nếu như vừa rồi nó pha vẩy trúng thì chắc chắn là Dandy sẽ lên bảng vì Dandy quá yếu máu. Bây giờ thì Phanic đã soi ra được gấu của Black rồi. Gấu của Black đồ có vẻ khá là phế. Phút thứ 8 gấu của Black mới chỉ có được cho mình cái Pullman Shell cũng như là một cái giày ghẻ. Bây giờ thì Darkseer rất hổ báo, sẽ focus vào Black luôn. Cái Iron Shell nó rất đau. Phải nói là nó cực kỳ đau. Đặt tường luôn. Chắc chắn là Black chết rồi. Ờ không, tại sao lại không chảy cối. Bây giờ thì Phanic cho thấy là tại sao anh ý lại không chảy cối. Bởi vì là sao? Bởi vì là như thế này. Tình cờ quá khỏe để giết được thanh niên Phanic. Lúc này thì có hồi máu đến từ phía trên nhưng chắc chắn là Pat sẽ không thể nào chạy được. Một đấm cuối đến từ phía Vót nào. Cắn Magic rồi. Và PS vẫn chưa chết. PS vẫn chưa chết. Trong khi đó thì Hervos đang bị băng trụ. Vâng, chết rồi. Đấy cái việc mà ăn được mạng. Nhưng bây giờ thì Fata. Hervos đã có săn được Fata với một pha unstable concoction. Nhưng bây giờ thì Hervos chạy đi đâu đây? Chạy vào đây và TP về nhà. Rất kín đáo. Tình cờ với việc có giày phút thứ 9 giày bay bottle soaring như thế này thì tình cờ sẽ farm cực kỳ tốt. Mark Master of the Machine rồi. Lượng level lúc này thì Tinker đang đầu bảng với level 10. Tinker sẽ tranh thủ sách luôn cả Ancient để chính bản thân mình có thể farm. Đây đang là 3 stack rồi. Và có thể sẽ là cái stack thứ 4 cho Tinker. Không được. Khá đen đến từ phía Poikva. Quyết định là TP lên trên này để đánh nhau đây. Nhập được Hervos lên rồi. Tên lửa có Razor. Nhưng mà Hervos chạy rất nhanh lên để mục đích cứu cho Chen mà thôi. Kuroki không thèm bật gai. Bây giờ thì coi va TP về đây để tiếp tục stack kem chăng. Lần này có lẽ phải là một cái stack chuẩn. Nếu không muốn nói là một cái stack không được phép fail. Sẽ là giây thứ 51. Vâng, farm luôn. Không ngại bố con đằng nào. Ok. Stack được một kem rồi. Với cái này thì tình cờ sẽ farm rất tốt. Mass of the Machine đang hoạt động hết công suất. Trong khi đó thì carry của bên phía team Navi đó là Hervost đang farm ở trên. Anh ấy có Shadow Blade, có dây phây rồi. Tốc chạy và tốc đánh của Anke sẽ rất tốt. Bây giờ thì Darkseer ở đây búp tốc lên rồi, băng trụ giết Rubik. Hiểu chạy đâu đây, nhấc lên rồi, kéo ngược trở lại thôi. Anke sẽ có stun, focus vào PS, có cả vacuum luôn. Và một đấm cuối cùng đến từ phía Anke đã nằm xuống rồi. Tuy nhiên thì bây giờ lại stun fail đến từ phía Chen. Chen stun khá là fail. DK cũng lên rồi nhưng không thể làm gì được. Hai thanh niên, mỗi thanh niên chạy một hướng, không thể nào bắt được. Bây giờ thì Fata bị Ice Bat. Fata bị focus bởi Kuroki. Fata bị stun rồi. Fata sẽ bị núc đam đến từ phía Iron Shell. Và Chakiro là người ăn được mạng cuối cùng. Kuroki bị kéo lại rồi. Kuroki không có gai. Kuroki bị trói và Kuroki lên bảng. Dire's middle tower now belongs to the Aegis. Dandy thì sao? 2k 1 tiền và đang lên BKB. Tiếp tục là haste cho Shadow Fiend. Một cái rune khá là thơm. Anke sẽ có sóc lọ và Invi sẵn sàng bằng trụ luôn. Khá là hổ báo với haste đến từ phía Dandy. Dandy cũng hổ báo với một màn haste bằng trụ. Nhưng lúc này thì Hervos đang còn khá ít máu. Mặc dù vậy thì Hervos tốc chạy cũng là không tồi. Do vậy cho nên họ sẽ đi về được thôi.
Nên đi cắn Mortal ở đây, đừng đây chơi với cả Hervos một chút, không cho Hervos cắn một cái bình. Không cho à? Ki bo vãi. Nick Assassin ở đây. Focus vào gấu với Ancel. Cái Ancel của Daxia quá đau. Gấu bố không có form gấu bố thì ngay lập tức thì bị chết ngay lập tức. Vâng, có vẻ như là nói đập hơi nhiều. Black quá phế ở trận đấu này rồi. Trong khi đó thì Fnatic đã có được Mekhan. Smoke đến từ bên phía team Malsport với Chen và PS. Họ sẽ làm gì? Nhấc Hervos rồi, cắm xe chia rồi. Sẽ có chói, sẽ có sun và Hervos sẽ lên bảng thôi. Tinker là người ăn, bây giờ thì Puppy sẽ là người bị focus. Nhưng mà Tinker không thể đuổi được. Tinker có Blink rồi. Tinker quay vào phút thứ 14 có Blink. Họ sẽ put cái trụ ở dưới bot thôi khi mà đang có form rồng. Và nữa thì Tinker hoàn toàn có thể bay xuống đây. Radiant's bottom tower is under attack. I feel sad for them. Fortification in place. Radiant's bottom tower is under attack. Bật bảo vệ trụ và có TP ra từ Nyx Assassin. Nyx săn rất nhanh nhưng quay trở lại săn luôn. Kuroki chết khi chưa kịp bật gai. Bây giờ thì Puppy sẽ phải lùi khi Puppy không còn máu rồi. TP ra nhưng cancel đến từ phía Shadow Fiend. Họ bỏ trụ thôi. Dire's top tower is under attack. Trong khi đó thì Tinker vẫn đang farm tốt với Mass of Machine của mình. Trụ ở trên được bật bảo vệ rồi nhưng chắc chắn là vẫn sẽ mất cho bên phía Na'Vi mà thôi. Anke sẽ lên cho mình cái cùi giáp. Với Tinker trong đội hình thì việc đép không thành vấn đề. Khi mà cái Mass of Machine của Tinker chỉ cần 2 way thôi là hoàn toàn có thể clear được một đợt lớn creep. TP xuống đây. Blink đi rất nhanh. Và cùng fail từ phía Fnatic rồi. Radiant's middle tower is under attack. Bây giờ thì Chen đang farm Ancient. Một cái khá là lạ nhưng Chen cũng đã sắp sửa có Mekhan rồi. Bây giờ thì Fata đang lên BKB, không lên cho mình cái Shadow Blade. Còn đối với gấu của Black thì đang cố gắng để lên cho gấu con cái bố bát hoặc ít nhất cũng là một cái bố set. Cần phải có những item đó khi mà lúc này thì chỉ có cái giày phây cho gấu con và giày ghẻ cho gấu bố mà thôi. Tinker đang là điểm sáng trong đội hình của bên phía team Malsport với Blink, giày bay với Soaring và Bottle. 1k7 tiền. Tinker đang đánh rất ổn định. Bên phía team Na'Vi, Hervos sẽ có được cho mình cái cùi giáp trong khoảng thời gian 5 phút tới đây. Với một cái stack kem khá to này đến từ bên phía các support. Trong khi đó thì Dandy đã có BKB rồi, chắc chắn là như vậy và thêm 2k1 tiền nữa. Phải chăng là Manta? Và như vậy là Blink cho Dandy. Dandy lên Blink cho Shadow Fiend. BKB Blink ulti. Phải chăng là như vậy? Black đã thấy được Dandy ở đây rồi nhưng mà Black cũng không dám giao ra bởi vì rõ ràng Dandy lúc này đang hơn hẳn Black về level cũng như là lượng dam.
tình cờ sẽ lên hack. Đã có được cho mình cái ultimate off rồi. Bây giờ thì tình cờ tiếp tục đi farm mà thôi. Hai team đang thi nhau đi farm. Họ chưa đánh nhau vì rõ ràng là những carry của họ đều đang có những item không cần thiết. À chưa cần thiết, do vậy nên họ chưa thể nào đánh nhau được. Anke đã có được cho mình cái cui rát. Trong khi đó thì Darkseer của thanh niên Phanix. Darkseer của Phanix đã có blink rồi. Với Phanix thì anh ấy cầm Darkseer chúng ta có thể tin tưởng được. Anh ấy cầm Fu chúng ta còn có thể suy nghĩ, nhưng đối với Darkseer của Phanix thì không có gì phải nghĩ cả. Bởi vì Darkseer của Phanix đánh quá chuẩn bài. Và bây giờ thì họ phút trụ ở mid. Deny trụ thôi. Không được. Chen là một pha mix cuối ăn được cái trụ. Bây giờ thì vacuum, nhưng cái Master Ball Machine chúng ta thấy được lượng đam rất to. Puppy mặc dù vậy đã ăn được một mạng đến từ phía Sinuran. Ice Bath rất chuẩn từ phía PAS rồi, nhưng Nick Asin đang có ulti ở đây. Focus vào PAS và PAS sẽ lên bảng thôi với một Blink Wave đến từ phía Dandy. Tinker sẽ cần phải có được cho mình cái hex càng sớm càng tốt để có thể vào và combat cùng với team. Trong khi đó thì DK sắp có BKB rồi. Chúng ta có thể thấy được rằng là bây giờ thì gấu lên cho mình cái Vladimir, chứ không phải là búa sét hay là Amlet hay là búa bát, mà đó là một cái Vla. Bây giờ thì Black sẽ vào rừng để farm mà thôi. Cần phải có được lượng item cần thiết, đó là Quizzard, đó là Búa Bát. Đó là những item mà khiến cho Black có thể vào được không combat mà không phải sợ bất kỳ một ai. Đã có phong gấu, gấu level 11 ở cái khoảng thời gian này. Thực sự mà nó là khá là thọt, trong khi đó những hai hố khác chắc là level sẽ cao hơn. Anke, what the hell? Voss, vâng, tại sao anh ý... Anh ý Shadow Blade, anh ý chạy về nhưng anh ý lại bật Unstable Concoction. Anh nghĩ rằng là ai đuổi theo anh ý chăng? Bây giờ thì anh ý mới đi về. Nhưng không hiểu tại sao vừa rồi anh ý cắm đầu về và anh ý lại bật Unstable Concoction. Đây rồi, bây giờ sẽ là săn chuẩn. Darkseer vào cùng quá đẹp rồi. Nevermore sẽ có ulti. Săn từ Nick Assassin, một combo cực kỳ đẹp đến từ bên phía team Na'Vi. Chết bài đồ của Malzor rồi. Tiếp theo sẽ là Sinodon. Ice Spot thứ 2 đến từ phía Puppy. Double kill Trinity với Puppy cuối cùng. Phải nói là một pha mà Anke cùng với cả Darkseer. Darkseer là MVP của combat vừa rồi. Một combat quá đẹp đến từ bên phía team Na'Vi. Lúc này thì Dandy sẽ có được cho mình Ghost Scepter, phải chăng là lên cho mình cái ỷ thiên kiếm.
is under attack. Vâng, vừa rồi là một combat mà bên phía team Mousebot mất 4 hero cộng thêm cả một con chim. Còn courier của bên phía team Mousebot cũng chết. Quá lời. Bây giờ thì Koi Va sẽ bị focus với vacuum ulti của thanh niên Dandy cùng với cả Puppy. Trong khi đó thì có đánh nhau ở đây. Fata có BKB rồi, Hervos. Hervos rất cứng. Dandy bỏ linh vào. Phanix liệu có vacuum hay không? 6 giây nữa mới có vacuum không sao cả. Bây giờ stun được Phanix rồi. Làm gì? Ice Bat không trúng được ai cả. Darkseer vacuum. Nhưng chứng dúng được gấu bố gấu con mà thôi. Bây giờ thì Darkseer sẽ phải lùi về thôi. Nếu không như không muốn chết. Dandy vẫn nổ báo ở đây. Blink ra đây. Và như vậy là stun deny. Và như vậy là Rubik tự deny mình. Dyer's middle tower is all alone in the world. Being attacked. Dyer's structures are fortified. Just like me. Dyer's middle tower is under attack. Họ sẽ push trụ mid thôi. Lúc này thì sau khoảng thời gian farm thì bây giờ họ đã bắt đầu gây áp lực trở lại cho bên phía team Mousebot rồi. Và có vẻ như Mousebot không chống đỡ được. Dandy đã có ỷ thiên. Vâng, đây rồi, ỷ thiên rồi, mê can lên. Nhưng chắc chắn là Sinon không thể sống được với một màn ỷ thiên và vui. An ke của Hervos sẽ lên cho mình cái hớt. Và có vẻ như là có rồi. An ke đã có hớt. Còn đối với Dandy, một cái ỷ thiên là quá đủ. Bây giờ thì Dandy sẽ một mình boot ở đây thôi. Các support của anh ấy sẽ đứng ở đằng sau. Và bên phía team Mousebot sẽ không dám lao ra. Fnatic đã có được cho mình cái hút rồi. Sẽ là Pai. Vâng, với Pai thì họ sẽ không phải sợ cái Master of the Machine đến từ phía Tinker cho lắm. Vacuum, vâng, như vậy là Rubik bị vacuum, bị stun và bị away. Chính xác là bị đấm cho đến chết. Tinker của Koi và điểm sáng duy nhất với cái Hex của mình lúc này vẫn chưa thể hiện được điều gì nhiều. Bây giờ thì Anke đang một mình solo với Roshan. Nevermore sẽ vào ngay sau khi farm xong cái turn creep này. Anke đã có Wombat rồi. Roshan cho bên phía team Na'Vi. Và Dandy sẽ lên cho mình crit. Ở đây đang có Hex the Kuroki. Vâng, một pha mà Fata cùng với cả Quaifa đã bắt được. Nhưng bây giờ thì Fata có BKB nhưng lại không có TP. BKB lên rồi và sẽ chạy. Nhưng liệu có chạy đấy không? Trong khi đó thì Dandy ở mid đã có một pha double kill. BKB rất lợi. Vâng, liên tục blink. Hack được Kvoss rồi. Nhưng đã có Ghost Scepter. Quay các kiểu con đà điểu. Một đấm cuối stun rồi. An ke ăn được mạng. Bây giờ thì Dandy có Roshan không phải ngợi. Họ put cái trụ luôn. GG well play đến từ phía Sindarin. Dyer's middle barracks have fallen.
are swift, the soul. Dire's middle tower has fallen. Vâng, chúng ta vẫn chưa quit. Không hiểu tại sao đây. Nhưng phải nói là một trận đấu mà Na'Vi chỉ cần dưới 10 phút để quyết định trận đấu, định đoạt số phận trận đấu ngày hôm nay. Quá kinh khủng. Dire's middle tower is all alone in the world, being attacked. Vâng, và lúc này thì